Chào cả nhà, hôm nay mình review với cả nhà về cây Zippo 1937 và cái cây tái bản luôn ha. Thì năm 1982, để kỷ niệm 50 năm thành lập hãng Zippo thì người ta có ra một cái mẫu chủ đề tái bản cây năm 37. Tại sao người ta không chọn những năm khác mà ta chọn năm 37? Đó cũng là một cái bí ẩn ha. Nhưng mà từ năm đó đến bây giờ thì cái mẫu 37 được tái bản rất là nhiều lần. Kể cả cái mẫu 41 khá nổi tiếng thị trường cũng không nhiều bằng nó. Theo như ta thấy là như vậy ha. Và được anh em sử dụng Zippo khá chuộng. Đặc trưng của cái mẫu năm 37 á thì là nó có 3 yếu tố đặc trưng. Thứ nhất là chặt gốc. Thứ hai là đầu bằng và đáy bằng. Thứ ba là một đáy ba hàng chữ. Ở cái cây 37 nguyên bản á thì cái đáy trên và đáy dưới là bằng và nó được hàn chì nối nha, chứ không phải là đúc ra như vậy anh em nha. Anh em để ý, ngoài cái vấn đề hàn chì ra thì nó còn có bản sử dụng là bản lề chữ U. Tức là nó có ngay chỗ để kết nối đẩy búa cam á thì nó có một cái miếng thép hình chữ U hàn trong cạnh cặp vào bản lề ha, chứ không phải liên không dính đến bản lề. Mà anh em vẫn gọi đây là bản lề chữ U. Bản lề 4 chấu. Cây Zippo này thì bản lề còn khá là đẹp ha anh em ha. Nước rôm mạ còn khá là đẹp. Chữ nghĩa cây này cũng còn khá rõ ràng và sắc nét anh em ha. Chữ nghĩa cây Zippo này cũng còn khá rõ ràng và sắc nét. Nhưng mà nó cũng được xếp vào là dạng một cây đẹp á anh em ha. Rồi, mình review nó qua cái ruột cho anh em coi. Thì đây là cái ruột của nó. Cái ruột của nó thì là buồng đốt là 14 lỗ. Lúc này từ cái giai đoạn năm 1935, buồng đốt của nó là 16 lỗ. Nhưng đến qua cây 36 thì buồng đốt của nó còn lại 14 lỗ ha. Bánh xe ngang. Bánh xe sọ chỉ nè, mà bánh xe ngang. Lưỡi gà gù. Tim bột ha, cái này thì anh em biết rồi. Búa giọt lệ khá là đẹp. Cái ruột cây này còn khá là đẹp ha. Và con ốc của nó là con ốc nhôm anh em ha. Có một số anh em nói thì con ốc của nó là con ốc đồng nhỏ chứ không hẳn là con ốc nhôm, nhưng mà cây này nguyên bản tớm mua về thì nó là ốc nhôm ha. Không biết là nó có bị lai lôi không tớ không biết, nhưng mà đây cũng là con ốc nhôm rinh của Zippo. Đây là cái hộp bảo hành hãng. Cái hộp này không phải là hộp của Zippo, nhưng mà nó là hộp bảo hành xưa. Tức là ngày xưa khi mà bạn có vấn đề gì về cái Zippo thì chính sách của Zippo là bảo hành trọn đời. Nên bất cứ có vấn đề gì thì thường thường á bạn gửi về hãng, hãng sẽ bảo hành cho bạn và họ sẽ bỏ một cái hộp này gửi về lại cho bạn ha. Và đây gọi là hộp bảo hành xưa riêng hãng. Rồi, mình review qua cái cây mà tái bản đầu tiên. Thực sự năm 1982 á thì là để kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng Zippo á, thì người ta có ra cái mẫu tái bản cây 37 này. Nhưng mà thời điểm đó những cái cây đầu tiên tái bản á thì cái form nó vẫn là đáy bằng ba hàng chữ, chỉ chặt gốc hết tới không có cây nào đây. Nhưng mà cái đáy trên này nó vòng, nó không có phẳng. Rồi mãi cho đến cái năm 1985 thì bắt đầu nó mới sử dụng là đáy phẳng. Đây là cây 585 hay còn gọi là cây bản thử nghiệm 1 La Mã. Cây 1 La Mã này thì tớ có một clip review về nó. Anh em nào quan tâm thì cứ lên trên kênh của mình xem ha. Đây, tớ quay cái mộc đáy của hai cây 1 La Mã này và cái mộc đáy của cái cây nguyên bản cho anh em coi. Thì gọi mặc dù gọi là tái bản cái cây 37, nhưng mà anh em nhìn vô thì thấy cái mộc đáy của nó, cái đáy của nó vẫn bầu, chứ không có vuông vức như cái cây 37 hàng chì anh em ha. Đây nè, anh em nhìn đây vẫn sẽ thấy cái điểm nối hàng chì nó hơi lờ mờ nhẹ. Đó, chứ không phải hàng chì. Qua đây tới cũng cho anh em thấy là bản lề nó sử dụng bản lề 5 chấu chứ không phải là bản lề 4 chấu như cây nguyên bản ha. Đáy bằng, đầu bằng đáy bằng nhưng mà form nó bầu hơn. Về cái mặt trước nó thì mặt trước của nó thì tất cảm giác là cái độ rộng
độ rộng của cây Zippo nó không có rộng bằng, bởi vì nó bị hơi là nó vát cạnh, còn cái cây này thì nó vuông vất cạnh luôn anh em ha. Để mình quay rộng ra cho anh em xem. Đó, anh em nhìn thấy là sẽ thấy nó khá khá khác. Ngoài ra ký ruột đó thì nó vẫn sử dụng ruột mới ha, chứ không phải là ruột Zippo phổ thông mới, chứ không phải ruột bánh xe ngang, bánh xe sọ chỉ như là cái này. Cái buồng đốt của cái ruột của anh em dễ thấy, cái ruột của cái cây tái bản á, thì nó vẫn chỉ sử dụng ruột bình thường của cùng dòng đời, chứ nó không hẳn là cái ruột mà có buồng đốt 14 lỗ hai chấu ôm khít vào nhau như thế này ha. Rồi thì nói chung là cái mẫu tái bản thì gọi là tái bản thôi, tức là nó không phải là kiểu làm như nguyên bản, nó vẫn có những cái chi tiết mới để phù hợp với cái người tiêu dùng hơn ha. Đó, cái cây này còn khá là mới luôn anh em nha, còn full box luôn ha. Cây một la mã này của tớ còn khá mới và full box luôn, box windy. Ok, thì đây là những cây tái bản khác cũng dòng 37, tái bản 537 là cây những dòng đồng được anh em khá là chuộng ha. Đây, tớ quay nhẹ nhẹ cho anh em coi luôn. Nếu anh em thích những cái cây Zippo này thì ghé tớ số 53 Trần Lê, quán cà phê Windy xem trực tiếp ha. Hoặc là kết bạn Zalo với mình, trao đổi thêm bên đó. Số điện thoại của mình là 0913410303. Anh em thấy cái clip này của mình có cái gì không đúng hoặc là cái gì cần góp ý thì có thể trao đổi với mình bên đó anh em nhé. Ok, chào anh em, chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày tốt lành.